chị có chị Lan Lý. Chào anh. Anh chị lên sớm quá nhỉ? Cô mới lên thôi. Tôi vừa phải đi in và đóng một số sách khác để phục vụ cho đại lễ giáng sinh của giáo xứ mình ngày mai đó. Anh chị thấy chưa? Đúng là vất vả nhỉ. Chúng ta là vất vả lắm chứ. Nào thì phải dạy học sướng nhỉ. Điện thay và đánh nhịp đủ cả xong xuôi từ bắt taxi lên đây ngay. Biết, tôi biết ông là trụ cột tâm linh của ca đoàn giáo xứ. Đương nhiên là không thể thiếu ông trong danh sách những người giúp công lớn cho giáo hội được thưởng cho tham quan thiên đàng hôm nay nữa. Vâng, thưa anh, được thế này kể ra cũng có công anh em chúng mình đã vất vả mấy lâu nay. À, hồi nãy dọc đường tôi có gặp cô chú làm sách đi cùng anh lo việc phòng thánh đi trên cái xe đạp lốc số lốc xịt ngay đang tới đây đó. Thấy vậy thì tội nghiệp quá anh chị ạ. Hai em vừa nhắc là họ lên tới kia kìa. Ôi trời, các chị ở cả đây rồi, chẳng một chú vợ chồng nhà em phải đạp xe về qua. Anh chị cứ yên tâm, còn sớm chán, tội nghiệp cho vợ chồng nhà cô chú đi đâu cũng lách thách cái chiếc xe đạp rách. Chẳng có, ta dành dụm một tí rồi thiếu bao nhiêu chúng ta xin cha xứ và ban giáo xứ mua lấy chiếc xe Honda Dream của Trung Quốc. Đúng rồi đấy, xe Trung Quốc lần này đi khỏe lắm và rẻ nữa, chỉ có vài chục cân muối là đủ thôi à. Ấy, anh không biết chứ, ngoài việc ngoài đồng về, vợ chồng chúng em còn phải lo chuyện nhà thờ, nhà thánh. Em thì đọc lời Chúa, còn chồng em thì lo dọn đồ lễ, rồi điều động các em giúp lễ. Anh xem, còn thời giờ đâu nữa mà lo chạy như người ta, để có tiền mua xe này xe nọ. Mà anh trưởng ơi, em chẳng dám nói mình anh chứ. Anh hy sinh bao nhiêu việc nhà để tận tụ tỉ với việc giáo xứ coi bộ còn hơn vợ chồng chúng em nhiều. Các bạn ở đây cũng thế, nhưng những người có công việc giáo hội như bọn mình đều nghèo cả hát lên. Ấy nói thế thôi chứ, vợ chồng chúng em cũng chẳng làm giàu làm gì. Cũng không biết thì quá khoảng ngày của Thánh Phê-rô thượng cho nên thiên đàng, thế này cũng đủ nở may nở mặt với thiên hạ rồi. Đúng đấy, đúng rồi đấy. Nếu mình đoán không nhầm, ngay cả bộ quần áo đẹp nhất sang trọng hôm nay tôi và mọi người đã mặc đồ tinh luận cả nhỉ. Đúng 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 rồi. Đã có cái dịp trọng đại này mà chúng ta lại ăn mặc xoánh sàng được à? Tôi nói vậy có đúng không các anh chị? Đúng đấy. Các anh nói đúng quá. Anh trưởng, anh xin trước lên, anh lập danh sách những người có mặt hôm nay nhé. Đấy, các bạn xem, chúng mình đều là những nhân vật quan trọng trong hoạt động giới trẻ của giáo xứ mình. Nếu bất cứ một ai ở đây nói xin lỗi chứ, giáo xứ nhà sẽ yếu hẳn đi. Đúng rồi, thế có đúng không? Đồng ý. Tôi biết rồi, cô này anh đi xin làm các đàn hội. Nhưng mà những cô ta xấu xí bình thường, nhìn thấy nó ngứa mắt rồi, chẳng ai cho cô ta vào đâu, ngay cả tôi cũng vậy. Báo cáo với các anh chứ, nói chung cô này thuộc loại vô duyên, bất tài, đáng sợ. Không được điểm nào, tôi đã xem lại danh sách được mời lên tham quan hôm nay, không có ai ngoài anh em chúng mình cả. Thế sao nó lên bên gì nhỉ? À, các anh ơi, các anh thử hỏi cô ta xem, cô ta có được Thánh Phê-rô mời tham gia hôm nay không? Ừ, chẳng lẽ Thánh Phê-rô lại mời một đứa như người ăn xin đến đây hả? Hóa ra, anh em chúng mình đây thành tích như vậy, mà lại cá mè một lứa với một đứa bé không tên không tuổi như thế sao?
xem thế nào. Ừ, đúng rồi đấy, anh ta hỏi đi. Này, cô bé kia, tên họ, tên thánh là gì, bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, sinh hoạt ở đoàn hội nào? Dạ, thưa anh, em là Nguyễn Thúy Hương, năm nay em 20 tuổi, em chưa được nhận sinh hoạt ở đoàn đội nào cả. Ừ, hỏi vậy thôi chứ, tôi chưa biết cô con cái nhà ai là người như thế nào. Thế hôm nay làm bảng lên thiên đàng làm gì, giấy tờ của cô đâu? Dạ, thưa anh, tối hôm qua em đang viếng thăm mẹ, em nghe mấy chị nói hôm nay có chuyến tham quan thiên đàng. Thế là em mừng quá, cứ ngỡ là cuộc hành hương năm Thánh 2013 của viếng Đức Mẹ La Ba vậy, ai trong giáo xứ cũng có thể đi được, nên em đã đến đây. Em thật không ngờ lại phải có giấy mời ạ. Rắc rối, rách việc này tôi bảo thật cho cô biết, không có giấy mời thì vô tư đi về thôi, thiên đàng chứ đâu phải là cái chợ mà ai muốn vào thì vào được đâu. Dạ, thưa anh, em đã biết anh là huynh trưởng. Vậy xin anh cho em vào mời. Em ước mơ được vào. Bây giờ là dịp ngần vàng của em. Xin anh giúp em. Em sẽ dừng qua là giang hay ạ. Ôi, khổ quá. Cái cô này trắng nhiều thế nào hay tắt. Ở trên này, thánh Phêrô nước cửa. Phải có giấy mời thì ngài mới cho vào. Mà ngài mời ai thì ngài đích thân ký vào giấy mời. Còn tôi thương cô lắm, nhưng tôi đâu được phép giải quyết. Cô nghe rõ chưa? Thôi, đi về là tốt nhất. Anh đi về đây. Thế mà trong lòng ta có một Chúa Giêsu chưa? Mừng lễ Chúa Giáng sinh hôm nay chúng ta cùng cảm tạ Chúa, xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những ích kỷ trong lòng mỗi người chúng ta, và xin Chúa giúp chúng ta mở cửa lòng mình để đón rước Chúa, đón rước anh em trong tình yêu thương, tinh thần bác ái và yêu thương trong tình yêu của Chúa hài lòng. Đúng rồi, chúng ta đã sai rồi.
thật. Chúng ta sai thật rồi. Tôi cảm thấy hối hận quá. Chị giáo lý viên, kính thưa cộng đoàn, quả thật ở đâu có tình yêu thương ở đấy có Thiên Chúa hiện diện. Đó là tình thương chân thành đón nhận nhau một cách trọn vẹn, không loại trừ bất cứ ai. Nội dung